Ngày 24 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10 cho ý kiến vào một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thống nhất đánh giá quy hoạch tỉnh phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, nghị quyết số 11-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cho rằng quy hoạch tỉnh cần tập trung vào phát triển những lợi thế của tỉnh tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Vì vậy, phát triển cần có trọng tâm trọng điểm, một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về địa lý, tiềm năng, lợi thế về kết cấu hạ tầng để hình thành vùng động lực, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình lần thứ 5. Tờ trình về việc đề nghị ban hành báo cáo kết luận sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 24 của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, thực hiện nghị quyết số 28-2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tờ trình về việc ban hành kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng thành phố Hòa Bình đạt đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Hòa Bình vào năm 2025. Tờ trình về việc ban hành quy chế công tác dân vận tham gia trong thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tờ trình về việc ban hành báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 890 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng về quan điểm cơ bản đồng tình và thống nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cơ quan soạn thảo cần rà soát và cập nhật lại để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trong 5 cái đột phá thì chúng ta xác định 2 cái khâu đột phá quan trọng. Đó là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta thấy rằng hai cái khâu đột phá này nó đóng vai trò quyết định cho 5 cái khâu đột phá của chúng ta. Chúng ta có một cái lợi thế là cửa ngõ của Tây Bắc nối vào thủ đô Hà Nội. Nếu chúng ta phát triển được hệ thống giao thông đồng bộ, đặc biệt là các cái tuyến cao tốc, các cái đường kết nối liên kết vùng hiện nay của chúng ta, nó sẽ mở ra một cơ hội phát triển rất là lớn cho Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Thứ hai là chúng ta cũng vùng gần vùng thủ đô, một cái trung tâm giáo dục đào tạo rất là lớn, thì kết hợp với của chúng ta thì chúng ta tập trung đào tạo cái nguồn nhân lực để mà phục vụ cho các cái khâu đột phá này. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau, chúng ta cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là hệ thống giáo dục, đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề để mà có một cái đội ngũ nhân lực, lao động chất lượng cao để đáp ứng cái yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Thì có hai ngành nghề mà tôi nói các đồng chí là chúng ta sẽ phải rất là hạn chế để phát triển. Đó chính là cái khai thác vật liệu xây dựng như các đồng chí đại biểu phát biểu. Vì nếu không phá vỡ hết các cái cảnh quan thiên nhiên ban tặng chúng ta, hai là tập trung phát triển đô thị ở một số vùng, một số địa phương, chứ không phải phát triển ra toàn tỉnh. Rất là nâng niu, phát huy các cái giá trị văn hóa, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, rồi có những cái riêng có của Hòa Bình của chúng ta, ví dụ như là khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, nước khoáng nóng, Kim Bôi. Đối với các tờ trình dự thảo báo cáo kết luận trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo, Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện đúng chủ trương định hướng của tỉnh, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.